Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cái cách tưới phân cho cái cây hoa cúc rủ để cho hoa nó nở vào Tết, và cái phương pháp mình cắt ngọn để tạo ánh cho nó ra, để cho nó nhiều mầm. Vì thời gian từ nay đến Tết thì nó không còn bao nhiêu nữa các bạn ạ, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Và lúc này chúng ta phải bón thật sớm để cho cây nó phát triển. Đây là cái chậu hoa bữa trước mình trồng đấy các bạn này. Thì hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một cái phân LBK đầu trâu 13-13 này các bạn này. Và đây mình chuẩn bị một ít nước các bạn này. Đây, mình sẽ cho một ít phân vào đây. Đấy, mình sẽ cho một ít thôi các bạn nhé, đừng cho nhiều. Cho nhiều là nó sẽ bị sót các bạn nhé. Rồi sau các bạn hòa lên cho phân nó tan này cho mình. Đây cái chậu hoa hôm nay thì mình để ngoài trời là nắng nó hơi khô các bạn. Đấy, sau khi phân tan thì các bạn tưới luôn cho mình một lượt nhé. Đây các bạn tưới cho mình một lượt để cho phân nó ngấm, cho cây nó phát triển càng nhanh càng tốt các bạn. Đấy, phân mình đã tưới xong rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm cái ngọn này đi để cho nó phát triển ra nhiều cái ánh, để cho nó ra nhiều cành hoa. Thì đối với hoa cúc rủ mình trồng để cho lở vào Tết này thì các bạn chỉ lên bấm ngọn một lần thôi, vì thời gian nó không có nhiều các bạn ạ. Thì duy nhất mình chỉ bấm một lần như này thôi các bạn này. Đấy, mình bấm như này thôi thì xong cái mầm nó sẽ phát triển ra từ cái lách lá của hoa này, sẽ phát triển ra từ cái lách lá của hoa này. Và hy vọng mỗi một cây này nó ra khoảng độ 3 đến 4 cái mầm. Thì là Tết thì là hoa nó sẽ, cái chậu hoa nó sẽ nhiều cành hoa, nó sẽ đẹp các bạn. Mình ngắt đều đều bằng nhau này, xong cây nó lên nó sẽ đồng đều các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tưới cho một ít cái nước sạch trên này để mình rửa cái phân nó trôi khỏi cái lá đi, bởi vì không ảnh hưởng đến cái vết mình vừa ngắt mầm. Mình tưới cho một lượt cái nước sạch lên đây để cho nó rửa cái phân nó khỏi đọng ở trên cái vết mình vừa ngắt ngọn này các bạn, nó ảnh hưởng đến cây. Đấy, các bạn này chăm sóc nó rất là đơn giản này các bạn. Mình vừa bón phân và ngắt ngọn cái cây hoa cúc rủ. Lúc này là mình đã làm xong rồi các bạn. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sắp tới.